Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video mới là thông báo đến các bác là mẫu bát 30JBL từ 170 côn 65 của Tùng Nguyễn mới có hàng. Đầu năm nên Tùng Nguyễn nhập hàng liên tục ạ. Các mã mới về liên tục thì nên là Tùng Nguyễn sẽ làm video để thông báo đến các bác nào mà cần đến các cái dòng bát côn 65 mà tiếng hay thì nên đặt hàng cái mẫu bát 30JBL từ 170 côn 65 này. Tùng Nguyễn xin giới thiệu lại video sản phẩm của mình. Màng của nó sẽ là màng đen mờ. Đấy, và cái đường keo ở mũ đây nó đánh keo bóng nhìn rất là đẹp. Và con này gân vải tẩm dầu và gân của nó là 3 gân ạ. 3 gân xếp. Màng đen mờ. Đấy, đấy là về phần màng của nó. Từ 170 côn 65, con này nắp thùng 6012 đánh rất là hay. Và các dòng âm ly 12 sò hoặc là các cái dòng đẩy 16, 20 sò, 24 sò đẩy các cái dòng bát này là hợp lý ạ. Và cấu hình xương của nó sẽ là xương nhôm đúc. Xương nhôm đúc như các bác nhé. Xương nhôm đúc sần. Đấy. Xương sần và xương của nó là xương chùm ạ. Xương chùm. Và đây là cấu hình của củ bát. Từ 170. Đấy. Đây là mã của sản phẩm. JBL ạ. Trở kháng 8 ôm. Đít tê của nó là đít tê bóng. Đít tê bóng. Con này côn 65. Nhịn của nó là màu đen. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Em soi rất kỹ. Màng của nó cũng được kết hợp sợi bông thủy tinh nha các bác nhé. Màng được kết hợp sợi bông thủy tinh. Đây là ánh điện nha các bác nhé. Khi các bác nhận hàng, nếu mà ở trời sáng thì khả năng thì không biết có nhìn thì không, nhưng đây ánh điện có sợi bông thủy tinh. Và cái dòng này là nó là côn phíp ạ. Cho NK rất sáng. Con này côn 65. Côn 65 các bác nhé. Xương chùm. Tiếng con này rất hay. Tiếng của dòng JBL này rất hay. Đây là dòng chạm nhún. Bên dương là đỏ. Bên đen là âm. Đấy. Côn 65. Nhịn đen. Côn đen. Màng đen. Con này là cấu hình là toàn đen ạ. Hôm nay Tùng Nguyễn làm cái video để thông báo là chính thôi. Còn sản phẩm này thì các bác, nhiều bác đã dùng của Tùng Nguyễn rồi. Bác nào mà dùng của Tùng Nguyễn mà cảm thấy tiếng con này hay thì cho Tùng Nguyễn một like và chia sẻ video cho Tùng Nguyễn. Đấy. Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu để đặt hàng mẫu bát này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068141. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video và chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip sau và mới nhất nha.